hôm nay mình mời cả nhà cùng mình ăn lẩu riêu cua đồng nha. Rất là ngon nha các bạn. Rồi, các bạn coi nè, tấp pin cục nào nó to ghê chưa. Đó. Riêu cua. Bỏ rau vô ăn nè. Bỏ rau vô. Xin chào cả nhà đến kênh Bà Chính Vlog. Hôm nay mình mời cả nhà hãy cùng mình vào bếp nấu lẩu riêu cua đồng. Nguyên liệu hôm nay thì có một tô. Đây là cua xay nè nha các bạn. Đây, cua mình đã xay rất là ngon nha. Đó. Cua đồng. Rồi. Đây là tô xương ống. Thịt nạc đã xay rồi. Cái này mình nấu theo ở quê mình có gì mình nấu cái đấy nha. Đây là dầu màu điều, củ hành tím, tỏi, 4 trái cà, rau thơm, hành lá, rau ăn kèm thì có giá với cắp chuối, qua chuối, rồi rau muống, rồi bún nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình nấu nha. Nước đã sôi rồi nha, mình cho xương ống vào. Trong xương ống này là mình đã ướp gia vị rồi, cho nó thấm. Rồi muốn cho cái nồi nước hầm trong, mình để 2 miếng dưa leo vào. Mình đặt ít củ hành tím vào cho nước nó thơm nha. Thêm một tí muối. Rồi bắt đầu mình ở đây mình sẽ cho cái tô cua này vào nấu. Quá, thịt cua nhiều ngon ghê chứ. Các bạn biết sao mà mấy ngày nay mình toàn là chế biến các món ăn từ cua đồng không? Tại giờ vô mùa cua nghe các bạn. Ông chính ông về ruộng bữa nào cũng bắt cả bịch cua vậy. Vậy mà trong tủ lạnh vẫn còn nha. Cho vào miếng muối. Đặt củ hành vào cho nó thơm nước nha. Đầu mình sắc gà các bạn. Gà mình sắc muối cao nha. Mình sắc hết 4 trái gà này đi. Hai trái thì mình xào. Còn 2 trái thì chút mình thả vô sau. Mình nghĩ chắc 3 trái được rồi ha. 4 trái nhiều quá. Mình sẽ sắc củ hành với tỏi, còn một chút mình xào cà. Đáng lẽ lẩu riêu cua đồng này là nó phải có đậu dán nha các bạn. Nhưng mà tại vì bữa nay mình dọn tủ lạnh, cuối tuần mình dọn tủ lạnh cái mình lay quay mình thấy cua nhiều quá, tự mình có ý tưởng là thôi mình nấu lẩu riêu cua đồng đi. Ở nhà thì cũng có bắp chuối, rau muống sẵn hết. Để vào nước một miếng bột nêm. Miếng đường.
vớt cái riêu này ra nha, nó chín nó nổi lên rồi, vớt ra. Vớt ra mớ là còn nhiêu mình để trong nước. Cái này mình vớt ra không biết chút mình làm gì không? Mình xào kè. Không có, đặng chút mình để vô chung với thịt đó. À. Đặng mình làm mấy cái viên thịt dò viên cho nó ngon. Cho nó ráo nước. Coi chứ thịt cua nhiều lắm nha, mình thấy đặt lư như này luôn nè. Rồi mình lấy mớ nè, còn mớ mình để trong nước cho nó ngon. Còn phải vắt ráo nước, mình không để vô thịt á, con giò viên nó mới dẻ được chứ thôi nó nước không à. Rồi. Mẹ sẽ cho nó vào trong thịt ha. Thường thường người ta có giò sống nữa. Hoặc là người ta có chả cá đó. Dạ, cái này còn, ngon quá. Còn cái này mình nhà mình chỉ có thịt băm thôi. Mình xài thịt băm. Rồi, cho nó vô đây. Cho dầu vào bắt chảo lên. Mình sẽ cho dầu màu điều vào luôn nha các bạn. Hành, tỏi, mình chén cho nó bán cái mùi hôi của dầu màu điều. Giờ hành tỏi thơm này ha, mình sẽ để cà vô, nó xào lên. Còn cà mình sẽ để một miếng muối, miếng đường. Một tí bột nêm thôi nha. Bây giờ xương nó đã mềm đó các bạn. Mình sẽ vớt bọt ha. Hồi nãy mình nấu xương giò heo mà mình quên nói xương ống. Đây. Mình sẽ cho nước cua vào. Mình sẽ cho một miếng hành chế vào cho nó thơm nè. Đập một trứng gà. Tiêu đâu? Đây, cho vào một miếng tiêu. Một chút bột nêm thôi, tại cua nó đã ngọt rồi. Chút xíu đường.
Rồi giờ mình nhồi lên nha. Nhồi viên cái mình nhồi cái này lên cho nó đều, xong mình giò viên mình để vô trong cái nồi lẩu tiêu cua đồng cho nó có tấp pin nha các bạn. Chứ bữa nay mình không có mua đậu giác hay gì trơn á, thành ra nó không có tấp pin. Nước bắt đầu sôi rồi ha, mình sẽ cho cái này là cua với thịt nè, mình giò viên để vô. Hôm nay mình nhồi viên bự bự đi, ăn cái cho nó đát. Rồi viên nào nấy bự bự đi. Đây bây giờ cái nồi nước lẩu của mình nè, tốt pin nó đã chín rồi nha các bạn. Đó mình giò viên chín rồi. Cho cà vào. Cà nãy mình xào đó. Đó cho vào, bây giờ là mình thấy giống lẩu riêu cua đồng rồi nha. Wow, những viên tốt pin to quá trời to. Hôm nay mình sẽ nấu những viên tốt pin to đùng luôn. Mình sẽ sắc hành củ, hành lá nè, để vô một mớ mình sắc cho nó nhĩ nhĩ nè, để vô cho nó thơm. Rồi sắc mớ màu gai nữa nha. Cho vào hết các bạn ơi. Mà quên một phần rất là quan trọng, đó là ớt. Mình sẽ cho một cái ớt vào nha. Rồi bây giờ cái nồi lẩu riêu cua đồng của mình vô cùng hấp dẫn. Nhưng mà mình lại thiếu một món các bạn. Mình sẽ cho một bộ miếng chua chua vào nha. Đó là lẩu chua coi nè. Cái gói lẩu chua nè, cho một tí vào, nó hơi chua chua, nó thế me ăn cho nó ngon. Vừa ăn vừa quá trời ngon rồi. Giờ mình thêm một miếng nước mắm vô. Đó, lẩu riêu cua chua cay, ăn ngay các bạn ơi. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Xin chào cả nhà. Hôm nay mình mời cả nhà cùng mình ăn lẩu riêu cua đồng nha. Rất là ngon nha các bạn. Rồi các bạn coi nè, tấp pin cục nào nó to ghê chưa. Đó, riêu cua thì bỏ rau chứ ăn nè. Bỏ rau vô. Miếng rau vô để cái tô rang lên bên chín đi. Để này xin qua cho cha nhé. Đây, thịt qua đây, đúng vô. Mời các bạn cùng thưởng thức nha. Ngọt quá. Đây là xong chín bắp cua các bạn. Rau.
mình nhúng vô đại đi nha. Nhìn cái nhúng đại mình. Dạ, rau nhiều lắm. Đây là bữa nay gia tổ tài chẻ rau muống nè, bắp chú nè. Rồi. Ai muốn rau cơm nhiều thì nhúng vô. À, mẹ ăn cái cục riêng cua này của mẹ á. Ớt ở đây rồi chưa? Quá trời ớt nè. Này thích ớt rồi. Còn nhúng hàng sắm. Hàng sắm. Thử. Nè em nè, đi mày cho mấy cục riêu nè. Ăn cho nó có canxi nè, thêm rau. Nè cái miếng giá. À con giá. Dạ dạ sống rồi, dạ sống đi. Thì mình nhúng vô một cái. Rồi. Còn quá cả nhà ơi. Cả nhà nhớ cho thấy hay với cho bà chú một lao một canh tiếng nữa. Nhà rủ em lặng.
giờ nó là mình đạt 400 chưa? 300 mấy đúng không? Được 308 này. Chắc hôm nay được 308. Còn 200 giờ nữa. Ăn mà từ từ mùa mưa hôm trước đến mùa mưa hôm nay. Không biết bao nhiêu cái lẩu. Biết bao nhiêu cái lẩu rồi. Mà mày kêu bằng thì kiếm tiền. Tương lai cũng tới chắc lắm rồi. Rồi lúc bạn được kiếm tiền rồi. Ăn bao giờ mới có tiền. Cái cần này đâu muốn còn nhiều cái như là trước con điêu nè. Chăm bữa chồng sợ ăn xong cho con ăn. Bên đây hay bên kia mà. Đúng rồi. Mình có bò rào. Phần cà phê còn không ta? Trước nhà.
chắc tắt ra đồ em ạ. Vô nè, rau nha. Trụng vô đi khách. Thôi trụng đi thì cũng cũng bỏ à. Rau giá. Trụng hết. Ngon quá ăn hết luôn cả nhà. Ăn hết rau luôn. Mấy vị rau. Rồi có ăn ớt rồi trụng luôn cái ớt luôn. Cho miếng rau thơm luôn ta, cho nó bay mùi thơm. Qua giờ ăn đậm ăn này kia nhiều quá. Sao? Mới anh tiệc hôm qua anh hai nhóm hả? Có anh Hải về hai nhóm rồi. Anh nhìn qua hai nhóm rồi hôm ba toàn ai không? Ừ, đúng rồi. Ăn cơm hả? Không. Có chung mấy trẻ được đó. Rồi chiều em về đâu có ăn không? Cơm hả? Trời ơi, căng không luôn, ăn mới nổi không? Ăn cầu vàng hả? Đúng rồi, ăn cầu vàng. Qua ngồi ăn không được. Cái quán tên Trâu Vàng lớn chưa? Lớn. Qua có tiếng à? Thì ưa thích của công ty. Mình xin mấy điểm rồi ta bán giá phải chăng? Đúng rồi. Cái nào giờ giá phải chăng ta mới ăn thử. Giá phải chăng nha, cũng đúng được. Tính ra rẻ hơn hay lâu không? Giống vậy. Hai lâu mà lại ăn không á. Ngủ khuya là do nó cũng thay cái toàn là cá ốc mà. Ừ. Toàn là cái trung tâm thương mại thôi. Chào cả nhà. Nếu cả nhà thấy hay hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ tinh thần mình nha cả nhà. Yeah.